Johnny Depp chiến thắng vụ kiện đình đám với vợ cũ. Qua 6 tuần tranh tụng, phiên tòa giữa hai diễn viên người Mỹ nổi tiếng Johnny Depp và Amber Heard đã đi đến hồi kết. Sau 3 ngày làm việc căng thẳng, các thành viên trong buổi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 1 tháng 6. Nam diễn viên Johnny Depp đã giành chiến thắng trong vụ kiện phỉ báng chống lại vợ cũ Amber với hơn 10 triệu đô la tiền bồi thường. Bất chấp việc bồi thẩm đoàn 7 người ra phán quyết ủng hộ Heard với một tội danh trong vụ kiện chống lại Depp, nam diễn viên mô tả quyết định này như một sự minh oan và Amber Heard thì nói rằng đó là một sự thất vọng. Johnny Depp đã được tòa án trao cho 15 triệu USD tiền bồi thường từ Heard, nhưng thẩm phán đã giảm số tiền bồi thường thiệt hại theo giới hạn pháp lý, dẫn đến tổng số tiền Johnny giành được sau vụ kiện là 10,35 triệu USD. Trong khi đó, Amber Heard được bồi thường 2 triệu USD. Trong trận đấu với Depp, Depp đã kiện Heard với số tiền 50 triệu USD về một bài báo được xuất bản trên tờ The Washington Post vào tháng 12 năm 2018. Trong đó, Amber tự gọi mình là một nhân vật đại diện cho hành vi lạm dụng gia đình. Nội dung bài viết của Heard không đề cập đến tên Depp, nhưng anh cho rằng đây là một ví dụ về sự phỉ báng theo ngụ ý vì các phần của bài viết đề cập đến những cáo buộc lạm dụng mà cô đã thực hiện chống lại anh sau khi họ chia tay vào năm 2016. Heard đã đưa ra yêu cầu phản tố với số tiền 100 triệu USD đối với các tuyên bố gọi những cáo buộc của cô là cho lừa bịp do luật sư của chồng cũ thực hiện, được đăng trên các câu chuyện trên Mail Online vào năm 2020. Depp phủ nhận việc đánh Heard hoặc bất kỳ phụ nữ nào và nói rằng cô ấy là người trở nên bạo lực trong mối quan hệ của họ. Anh nói với các bồi thẩm đoàn, được công chúng biết đến với vai diễn trong Aquaman đã khiến anh phải trả giá bằng mọi thứ. Một bộ phim cướp biển mới được tạm dừng và Depp được thay thế trong loạt phim Fantastic Beasts, một phần phụ của Harry Potter. Bồi thẩm đoàn đã trả lại cuộc sống cho tôi, Depp nói. Điều tốt nhất vẫn chưa đến và cuối cùng chương trình đã bắt đầu. Ông nói thêm, kết thúc bằng cụm từ tiếng Latin sự thật thì không bao giờ mất. Ngồi trong phòng xử án, hai luật sư của cô nhìn xuống khi các bản án được đọc. Sự thất vọng mà tôi thấy trong ngày hôm nay không thể nói thành lời, cô nói trong tuyên bố. Tôi rất đau lòng khi nhiều bằng chứng vẫn không đủ để chống lại sức mạnh, ảnh hưởng của chồng cũ. Tôi thậm chí còn thất vọng hơn với ý nghĩa của phán quyết này đối với những phụ nữ khác. Cô nói thêm, đó là một bước lùi. Luật sư của Johnny Depp, Camille Vakit, nói phán quyết hôm nay xác nhận những gì chúng tôi nói ngay từ đầu. Các tuyên bố chống lại Johnny Depp là phỉ báng và không được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng nào. Chúng tôi rất biết ơn, cảm ơn tòa án vì họ đã cân nhắc kỹ lưỡng và dành rất nhiều thời gian, công sức cho trường hợp này. Sophia Cadena từ Virginia, thật hạnh phúc, bạn biết đấy. Tôi đã ở đây từ ngày đầu tiên và hôm nay đánh dấu cuộc hành trình. Tôi hài lòng rằng cuối cùng công lý sẽ thắng. Cách đây chưa đầy 2 năm, Depp đã phải đối mặt với một kết cục khác ở Anh, khi anh ta kiện một tờ báo vì đã gọi anh ta là kẻ đánh vợ. Một thẩm phán tòa án tối cao London đã ra phán quyết rằng anh ta đã nhiều lần hành hung Heard. Hai người gặp nhau vào năm 2011, khi đóng phim The Zoom Diary và kết hôn vào tháng 2 năm 2015. Cuộc ly hôn của họ được hoàn tất khoảng 2 năm sau đó. Vào tháng 12 năm 2018, một bài báo viết về Heard trên tờ Washington Post. Bài báo không cập nhật đến tên, nhưng luật sư của nói với tòa ngụ ý đề cập đến Depp. Bồi thẩm đoàn đồng ý kiến với tất cả các tuyên bố phỉ báng của Depp, trong đó trích dẫn một đoạn trong bài báo với tiêu đề có nội dung: "Tôi chống lại bạo lực tình dục và đối mặt với nền tảng văn hóa của chúng ta, điều đó phải thay đổi." Bồi thẩm đoàn đã bác bỏ 2 trong 3 yêu cầu phản hồi của Heard. Họ kết luận rằng cô ấy bị bôi nhọ khi một luật sư của Depp nói với một phương tiện truyền thông, nghe nói đã có dàn dựng thiệt hại tài sản để trình báo với cảnh sát sau một vụ ẩu đả. Amber và những người bạn của cô ấy đã rót một chút rượu và dọn dẹp nơi này, giải quyết câu chuyện của họ dưới sự chỉ đạo của một luật sư và nhà báo, một phần thông báo cho biết. Trong 6 tuần làm chứng, các luật sư của Heard lập luận rằng cô ấy đã nói sự thật và những điều cô ấy nói được coi là tự do ngôn luận. Các bồi thẩm đoàn đã nghe đoạn ghi âm cuộc đánh nhau giữa cặp đôi và xem những bức ảnh về ngón tay đẫm máu của Depp. Anh ta cho biết phần đầu ngón tay đã bị cắt đứt khi Heard ném chai vodka vào anh ta vào năm 2015. Heard phủ nhận việc làm bị thương ngón tay của Depp và nói Depp đã tấn công tình dục cô ấy với một chai rượu.